Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phạm Bình Minh cầu cứu thế lực bí ẩn cứu vớt nhưng quá muộn. Chuyện đấu đá cung đình nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam là chuyện ganh ăn giữa các phe nhóm với nhau. Có khi cả hai phe đối nghịch nhau để tìm sự ủng hộ của thế lực phương Bắc cho vị thế chính trị của mình. Thực tế không phải phương Bắc thọc tay vào điều khiển mọi quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam mà họ chỉ ủng hộ một số cá nhân mà thôi. Và hầu hết ai được phương Bắc ủng hộ thì rất mạnh, bởi họ mạnh không phải quyền lực chính trị mà họ có được từ chiếc ghế mà bởi thế lực ngầm ủng hộ cho họ. Dấu hiệu người có thế lực ngầm ủng hộ là những cá nhân dù có sai phạm động trời cũng không ai dám chạm mạnh tới họ. Dù là gián tiếp hay trực tiếp kết nối phương Bắc, họ đều rất mạnh. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh. Vào năm 2012, khi diễn ra Hội nghị Trung ương 6 của Trung ương Đảng khóa 11, không ai đánh giá cao ông Trọng, bởi lúc đó với tư cách là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông quyết kỷ luật ông Nguyễn Tấn Dũng nhưng bất lực, nên ông đã phải nghẹn ngào đọc lời bế mạc tại hội nghị. Ông nghẹn vì tức, vì thua, chứ không phải vì xúc động một điều gì cả. Tuy nhiên đến năm 2015, thế lực của ông Nguyễn Phú Trọng đã chuyển sang diễn biến rất khác. Đến năm 2016 thì ông loại được Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi Bộ Chính trị và tự ưu ái cho mình suất đặc biệt để ngồi lại chiếc ghế Tổng Bí Thư. Đấy là con đường quyền lực an toàn. Nhìn cách tạo thế lực chính trị của ông Tổng, ngày nay Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực, đang vội vàng cầu cứu thế lực phương Bắc để giải cứu sự nghiệp chính trị của ông. Bởi sự nghiệp chính trị của Phạm Bình Minh đang bị đe dọa hết sức nghiêm trọng. Được biết, trong 2 ngày 12 và 13 tháng 7 năm 2022, tại thành phố Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đã cùng Vương Nghị, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đồng chủ trì phiên họp lần thứ 14 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc. Thế nhưng, tin nội bộ do rỉ ra cho biết, Phạm Bình Minh đang tìm kiếm sự ủng hộ từ các đồng chí bạn vàng bên kia biên giới vì sinh mạng chính trị của ông ta đang bị đe dọa. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ chưa được bàn tới đâu thì tại Hà Nội, ông Tổng lại cho mời Phạm Bình Minh về nước, họp bàn về nhân sự giữa nhiệm kỳ. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh và Vương Nghị. Từ Trung Quốc trở về, Phạm Bình Minh phải dự cuộc họp Bộ Chính trị do Nguyễn Phú Trọng chủ tọa vào chiều ngày 14 tháng 7 năm 2022. Tại cuộc họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu xem xét kỷ luật Phạm Bình Minh do liên quan đến trách nhiệm vụ án đưa và nhận hối lộ tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, liên quan đến các chuyến bay giải cứu. Đây được cho là bước đi gấp của ông Trọng để cản trở sự kết nối của ông Phạm Bình Minh và phương Bắc sẽ hình thành trong thời gian tới. Ông Phạm Bình Minh vốn là con nhà nòi ngành ngoại giao. Ông làm ngoại giao từ trẻ vì cha ông là cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Đây là một thuận tiện trong Phạm Bình Minh tiến thân. Tuy nhiên, dù làm ngoại giao nhiều năm, ông vẫn không tạo được mối quan hệ chính trị với phương Bắc, nên sự nghiệp chính trị khá mong manh. Đây là hình ảnh cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, cha của ông Phạm Bình Minh. Nguyên nhân phương Bắc đang e dè ông Phạm Bình Minh cũng vì người cha của ông. Được biết, ông Nguyễn Cơ Thạch đã từng làm với Trung Quốc không hài lòng về việc ông này không đồng ý hội nghị Thành Đô. Đó là lý do chính dù ông làm ngoại trưởng nhiều năm và khá chiều chuộng Bắc Kinh trong các vấn đề về lãnh hải. Nhưng ông Phạm Bình Minh cũng bị xem là con của người cầm đầu, cần phải được để ý. Được biết, Phạm Bình Minh có thể nhận mức án kỷ luật khiển trách, vẫn yên vị đến hết nhiệm kỳ. Tuy nhiên, cuộc đua vào tứ trụ khóa 14 của ông Phạm Bình Minh xem như đã hết. Như vậy là sự cầu cứu của ông Phạm Bình Minh với phương Bắc đã thất bại, và ông chỉ chờ hết nhiệm kỳ rồi về hưu mà thôi. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sau khi mua đứt Bộ Công an, ông Vượng lại vung tiền tiếp, lần này mua đứt cơ quan nào? Bộ Công an đang sốt sắng vào cuộc để truy bắt bằng được những người tung tin đồn ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh, cho thấy là đồng tiền của Vin đang rất mạnh, dù cho vốn hóa thị trường của VinGroup đã bay đi cả tỷ đô la. Được biết, vào hôm 12 tháng 7, ít nhất 3 tờ báo và trang tin điện tử ở Việt Nam đã đưa tin về dự án nhưng sau đó phải xóa bài. Ban đầu, báo chí nói rằng liên doanh nhà đầu tư VinHomes và đầu tư Cam Ranh đã xin rút hồ sơ
thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và đề nghị hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đầu tư dự án khu đô thị Vịnh Cam Ranh. Đây là hình ảnh Bộ Công an bảo vệ Vin rất hăng hái. Việc rút khỏi dự án không có gì là to tát, bởi rất nhiều doanh nghiệp cũng đầu tư rồi xin rút chẳng sao cả. Tuy nhiên, việc rút quyết định đầu tư trong trường hợp này được xem là thông tin rất nhạy cảm. Vào hôm 12 tháng 7, tờ báo lớn Thanh Niên đưa tin Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân vào hôm 1 tháng 7 đã ký quyết định thu hồi, hủy bỏ quyết định số 3439 vào ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thông báo và hướng dẫn chủ đầu tư nộp hồ sơ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh đối với trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm. Lý do là liên doanh nhà đầu tư Vinhomes và đầu tư Cam Ranh đã có văn bản xin rút hồ sơ thẩm định quyết định chủ trương đầu tư và đề nghị hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Nhưng bản tin hiện không còn trên trang web của báo Thanh Niên nữa. Vậy nếu giả sử như đây chỉ là vấn đề cân nhắc thiệt hơn nên Vinhomes xin rút thì đâu cần phải rút bài làm gì. Việc các tờ báo lớn rút bài được xem như hành động có tật thì giật mình. Bản tin Vinhomes rút đầu tư không chỉ được tờ báo Thanh Niên đăng tải, mà bản tin cùng nội dung này được đăng nhưng sau đó không còn nữa trên các trang như Chất lượng và Cuộc sống và trang Việt Nam mới. Không có giải thích việc xóa bài là do thông tin chưa chính xác hay vì lý do nào khác. Dường như ngoài ba trang này không một bài báo hay một trang tin điện tử nào khác ở Việt Nam đưa tin có hay không việc liên doanh Vinhomes rút khỏi dự án khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh. Đây là hình ảnh dự án Vinhomes ở Cam Ranh. Báo chí Việt Nam chỉ thực hiện mệnh lệnh của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngoài ra, doanh nghiệp không thể tác động được vào hệ thống báo chí bằng mệnh lệnh. Doanh nghiệp muốn tác động vào thì phải có tiền mới mua được sự nghe lời của báo chí và thậm chí có thể sai khiến báo chí viết bài ủng hộ doanh nghiệp. Báo Đấu thầu, cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây vào ngày 19 tháng 11 năm 2020 cho biết khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh mặc dù được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép đầu tư từ năm 2013, đã có thông báo thu hồi đất nhưng vẫn chưa được nhà đầu tư triển khai. Gần đây, tức là trong năm 2020, theo bài báo, dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tái khởi động bằng việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Tổng mức đầu tư dự án được nâng từ 8.000 đồng lên 20.777 tỷ đồng. Đây là hình ảnh ông Vượng không những được công an bảo vệ mà còn được báo chí của Đảng bảo vệ. Vào ngày 4 tháng 1 năm 2021, thì tờ báo Đấu thầu cho biết Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm đối với dự án đầu tư có sử dụng đất và khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh. Theo đó, liên doanh giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh và một doanh nghiệp khác, địa chỉ đại diện liên doanh tại đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, là nhà đầu tư duy nhất đạt đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án. Sau này ai cũng biết đó là Vinhomes, mà chính Vinhomes đã rút làm Trung ương nghĩ ông Vượng đang rút và bỏ chạy.